Người đàn ông lên Facebook tuyển 100 người đi đánh nhau để câu like. Người đàn ông ở Đắk Lắk đã lợi dụng mạng xã hội đăng tin, thuê 100 người đi đánh nhau cùng mình rồi hứa trả tiền công cho họ từ 5 đến 70 triệu đồng. Hôm nay mùng 6 tháng 4, thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với VTH, 35 tuổi, trú tại huyện Cư Em Ga với số tiền 5 triệu đồng. Theo Công an Đắk Lắk, H bị xử phạt vì đã có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, kích động bạo lực. Trước đó, ngày 24 tháng 3, VTH sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết với nội dung thuê 100 người đi đánh nhau cùng mình để lấy số tiền công 5 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Bài viết của H đã lan truyền chóng mặt, thu hút lượng tương tác của cộng đồng mạng, gây mất an ninh trật tự, tạo tâm lý hoang mang, phẫn nộ trong nhân dân. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời H để làm rõ nội dung đăng tải. Tại công an, H thừa nhận đã đăng tải bài viết có nội dung nêu trên để câu like, hút view với mục đích được nhiều người biết đến và tăng tương tác trang Facebook cá nhân. Sau khi được giải thích, H đã nhận thức được hành vi trên của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.